Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Sau khi Ngô Kiến Huy liên tục bị chỉ trích vì phụ bạc mối tình 8 năm với Khổng Tú Quỳnh thì mới đây một tài khoản mạng bất ngờ chia sẻ sự thật tan vỡ khiến ai cũng sững sờ. Sau khi chia tay, Ngô Kiến Huy thẳng thắn cho biết anh và bạn gái cũ hiện vẫn là bạn bè bình thường, không có bất kỳ khúc mắc nào. Cả hai vẫn ủng hộ nhau trong các kế hoạch trong tương lai. Ngược lại, Khổng Tú Quỳnh không dễ dàng gì để quên đi tình cũ. Cô khẳng định mình từng tổn thương và sợ hãi rất nhiều sau đổ vỡ. Không ai mới trải qua biến cố mà dễ dàng cân bằng ngay được, nhất là với một người con gái đã phải bỏ đi một thói quen rất lâu của mình. Tôi cũng từng rơi vào trạng thái lo lắng, sợ hãi và không còn tin vào bất kỳ điều gì nữa. Nhưng tôi vẫn hướng về phía trước và tin vào tình yêu với tâm thế nhẹ nhàng. Trong khi Ngô Kiến Huy luôn vui vẻ và rạng rỡ thì Khổng Tú Quỳnh thường để lộ cảm xúc suy sụp, buồn bã. Ngay trong đám cưới Đông Nhi, Khổng Tú Quỳnh cũng không ngừng khóc, còn bản thân Ngô Kiến Huy lại lạnh lùng, vui tươi. Trước những biểu hiện này, nhiều người cho rằng nam ca sĩ là người phụ bạc. Khổng Tú Quỳnh khóc trong đám cưới Đông Nhi. Thế nhưng mới đây một tài khoản tiết lộ lý do thật sự. Theo đó, tài khoản này viết, Ngô Kiến Huy có lỗi vì vướng phốt có con riêng này nọ, nhưng chẳng phải sau đó vẫn quen nhau bình thường một thời gian nữa sao? Nên chia tay đừng đổ hết cho Ngô Kiến Huy, nói thật là Khổng Tú Quỳnh cũng không vừa gì đâu. Người này tiết lộ thêm, trong suốt thời gian yêu nhau, Ngô Kiến Huy đã bù đắp cho Khổng Tú Quỳnh rất nhiều. Đó cũng là lý do khiến nữ ca sĩ dừng ca hát vào thời điểm tên tuổi đang rất hot, vì có Ngô Kiến Huy nuôi rồi nên sinh ra lười biếng. Gia đình Ngô Kiến Huy thấy Khổng Tú Quỳnh bòn rút tiền của con mình nên thêm ghét, không cho yêu. Thời gian Ngô Kiến Huy đi làm MC, tham gia game show liên tục, ngoài nuôi thân mình, nuôi gia đình còn phải nuôi luôn cả Quỳnh. Trong khi Khổng Tú Quỳnh không biết do vấn đề gì, có ekip của công ty Đông Nhi ông Cao Thắng hỗ trợ đằng sau nhưng vẫn không chịu có mẹ bạn nguồn tin cho hay. Tài khoản mạng tố Khổng Tú Quỳnh bòn rút khiến Ngô Kiến Huy không chịu nổi. Bài viết này đã ngay lập tức thu hút đông đảo sự quan tâm của cư dân mạng. Tuy nhiên, dưới phần bình luận, nhiều người tỏ ra không tin vào sự thật này. Nhiều người vẫn nghĩ rằng lý do thật sự có lẽ họ hết duyên, bởi từ lúc yêu cho đến lúc chia tay, Khổng Tú Quỳnh và Ngô Kiến Huy đều là những người rất văn minh và tôn trọng đối phương. Dân mạng khá bức xúc về bài viết mà người này đăng tải. Đa phần đều bày tỏ sự tiếc nuối khi cặp đôi quyết định chia tay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay thì hãy chia sẻ và đăng ký kênh để xem những video tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.